quan đến vấn đề nhạy cảm như một số các đồng chí ở các cấp khác như nhà báo đã nói, ví dụ như là nhà báo Đào Tuấn nói liên quan đến nhạy cảm, thì tôi cũng rất chia sẻ với các cơ quan ở đây. Bởi vì ở đây chúng ta làm báo ở đây không chỉ có cho riêng mỗi một cái mà có sự lãnh đạo thống nhất từ các cơ quan quản lý báo chí nữa. Và chị xin lỗi chị Nga, có nói về vai trò quốc hội, trách nhiệm quốc hội thì cả cũng có trách nhiệm quốc hội, nhưng tất cả những vấn đề chúng ta có thể chia sẻ quản lý. Ví dụ như theo tôi hiểu là trong cái vấn đề đăng tải những cái vấn đề báo chí thì có những vấn đề rất nhạy cảm, ví dụ liên quan đến điều 4, liên quan đến vấn đề quân đội nhân dân trung thành với đảng, liên quan đến vấn đề gì đất đai, rồi liên quan đến các vấn đề khác, kể cả của là những vấn đề dễ nói như hội đồng biên pháp, hội đồng như vấn đề kiểm toán thì dễ, nhưng như vấn đề liên quan chính trị tôi hiểu rằng nó có những cái sự lãnh đạo, có những sự quan chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới. Thì tôi nghĩ rằng là ở đây bên cạnh cái ý kiến của anh Lý Hiền ở Hồ Chí Minh, chúng ta có những cái vấn đề xử lý của báo chí thì chúng ta làm gì, thì theo tôi hiểu là bây giờ những ý kiến mà nhạy cảm mà không được đăng tải trên báo chí thì theo tôi biết là ban tuyên giáo trung ương sau khi trao đổi các quan báo chí là chúng ta có thể tổng hợp ý kiến trực tiếp về ban dân tộc xử lý khác, thì cái này vấn đề chúng ta có thể cách xử lý theo phục vụ chính sách hiện nay. Thế thì không biết là còn một vấn đề gì nữa, cùng một số vấn đề liên quan đến cái ý kiến của chị Thu Trang thì tôi rất là chia sẻ. Thì tôi có nhận định rằng hiện nay là hiến pháp của chúng ta, báo chí và một số ý kiến đã đưa ra là cái việc vào của báo chí hiện nay là cũng chưa được nhiều. Cho đến thời điểm hiện nay theo qua dõi tin tức thì tôi thấy là cái việc đăng tải ý kiến trên báo chí bên cạnh những cái việc đưa tin mà có số bài chuyên mục chuyên sâu như là một số báo như báo Pháp Luật, Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, rồi là Nhân Dân hoặc là Tiền Lý, thì tôi thấy nhiều báo đang đi chủ yếu là đăng tải các thông tin hoạt động. Thì tôi nghĩ rằng là cái này có lẽ là báo chí phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của mình, ý kiến một số đại biểu có nói chúng ta phải phát huy hơn nữa. Và cái việc mà ý kiến nhận định chị Thu Trang chính thức tâm đắc là bây giờ cái việc báo chí đăng tin lại khi mà đọc mở báo ra chúng ta thấy rất nhiều tin, nhưng mà tin là nhiều khi tin mang tin chuyên sâu của chuyên môn thì nó không được nhiều, mà lại còn nhiều báo lại đăng lại tài tin của các báo khác. Và vấn đề nữa là cái việc mà đăng tải báo chí thì làm sao mà không ảnh hưởng đến cái ảnh hưởng hoạt động liên quan đến việc mà chị Trang có nói, đó là khi mà đăng tải như thế thì bên nước ngoài họ lại khai thác lại ở cái cạnh khác, ví dụ phục vụ cho mục đích của họ là tiền đến trung nước, như vậy là chúng tôi thấy là khổ, và như vậy chúng ta có việc xử lý các đối với Việt Nam chẳng hạn. Thì đấy tôi nghĩ là những vấn đề mà chị Trang nói ra là tôi rất là cần thận trọng hơn trong cái việc đầu tiên và có số ý kiến như vậy. Vâng ạ, cảm ơn chị Mai Phương. Các thảo luận bắt đầu gợi mở ra một hình dung, một cái cơ chế nào đó tú hiệu cho báo chí truyền thông trong việc lấy ý kiến nhân dân. Thì chúng ta sẽ quay lại cái nội dung thảo luận 1 này, có thể ghép vào cái phần thảo luận 2 vào cuối chương trình. Tuy nhiên trước khi nghỉ giải lao để chúng ta tiếp tục phần 2 thì tôi sẽ muốn hỏi nhân hỏi cả chị Mai Phương là giám đốc trung tâm thông tin của Văn phòng Quốc hội, cũng như là chị Thanh Lương là trưởng ban báo điện tử của báo Pháp Luật Việt Nam, Bộ Tư pháp. Trong tham luận của chị Thanh Lương có nói đến là tôi được biết ban soạn thảo sẽ có một ban biên tập với 50 chuyên gia đại diện cho tất cả các lĩnh vực và sẽ chia thành tổ để nghiên cứu các ý kiến đóng góp. Thì có ai trong anh chị ở đây có biết về cái nhóm 50 này không ạ? Nghĩa là thành phần thế nào, có tiêu chí ra sao, tiếp thu và khi nào thì cái ban này sẽ hoạt động? Qua bên có rồi, có ngay từ ban đầu ngay từ chưa thảo là phó giám đốc. Cái thứ hai là theo tôi hiểu là giúp việc cho hiện nay thì là cái tập hợp ý kiến nhân dân là chia theo các kênh như thế này. Thứ nhất là một cái kênh để tập hợp ý kiến sự thảo online hay những địa chỉ chính thức của quốc hội công bố. Cái thứ hai là cái kênh trên báo chí, một trong những kênh rất quan trọng mà ban biên tập tiếp cận. Và chính vì thế là anh em ở trong quốc hội và trực tiếp ở trên thông tin được giao nhiệm vụ là tập hợp ý kiến trên báo chí về cái đường khác để gửi đến ban biên tập tiếp cận. Cái kênh thứ ba đó là cái kênh trực tiếp gửi thư từ công dân đến ban biên tập. Hiện nay tôi chưa biết là cái số lượng thư gửi đến các khoảng trên 100 thư, và đấy là ba. Và còn một cái kênh nữa là bây giờ sẽ tổng hợp cái ý kiến đóng góp về các hội nghị hội thảo thì cái này được giao cho viện nghiên cứu pháp. Thế thì bây giờ để giúp việc cho cái ban biên tập và ban hướng pháp thì có những cái tổ giúp việc chia theo mảng, ví dụ như là từng những cái mảng đó thì các đồng chí phụ trách sẽ được giao những ý kiến tư nhân vào ý kiến giải trình liên quan đến đó phục vụ cho ban biên tập. Thì như vậy là rất nhiều tổ, chứ còn bao nhiêu người thì chính xác thì chúng tôi không có nói. Và xin nói luôn là những cái thông tin tôi nói ở đây là để mục đích là thông tin trên cho hội thảo để biết, để thì cũng không đăng tải công khai trên báo chí làm gì. Bởi vì đây là những cái hội thảo trên thảo thì tôi rất sợ là những phát biểu của mình rồi có những ý kiến tôi nói kia lại đưa lại.
cái thông tin về việc là sẽ có cái tổ chuyên gia gồm 50 người là thông tin chính thức đã được đăng tải trên rất nhiều báo. Và trong cái số 50 người này có rất đông là luật sư, và rất đông luật sư mà tôi có quen biết. Và tôi thấy rằng họ rất là nghiêm túc và có trách nhiệm trong cái việc rằng là họ sẽ phân loại cái ý kiến cũng như là đóng góp những cái ý kiến chuyên môn. Nhân về cái câu chuyện 50 cái người được chọn đó thì tôi muốn nói đến cái câu chuyện là trách nhiệm của cái người, của cái trách nhiệm công dân của mỗi người khi con mà nói ra thì bây giờ nói như anh Vinh nói rằng mở ra cái trang web ấy, thì nói thật với anh Vinh một cái thông tin rất là đáng buồn là như này. Chúng tôi làm báo online, chúng tôi đo độ người xem bằng các bài viết thì nó gọi là view đó. Nếu như một cái bài nói xin lỗi các anh chị đây liên quan đến gọi là cướp giết hiếp đăng lên thì có thể hàng triệu lượt người truy cập trong vòng một buổi sáng, nhưng nói thật là có những cái góp ý về dự thảo chính sách thì có 5 người xem thôi ạ. Đấy là cái câu chuyện là tại sao chúng ta không bàn về cái câu chuyện là lấy ý kiến trước khi cái vai trò báo chí trong câu chuyện là trước khi chúng tôi làm tròn nhiệm vụ của chúng tôi, nghĩa là đăng tải các công khai thì chúng ta phải làm cái câu chuyện trước đấy là phát động tất cả mọi người đều quan tâm và thể hiện cái trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm công dân của mình trong cái việc là mình nói lên tiếng nói của mình và cho những cái chính sách mà sẽ phục vụ cho cuộc sống của mình. Nhưng hầu hết là người dân, thậm chí cả những cái người ở cái tầng lớp cao hơn chứ không phải người dân lao động đâu, cũng chưa hoàn toàn có cái trách nhiệm trong câu chuyện này. Có rất nhiều người mà có tiếng nói trong xã hội chúng tôi đến phỏng vấn ấy và vận động rất khó khăn là người ta trả lời chúng tôi về câu chuyện đó. Bởi vì sao? Bởi vì họ sợ trách nhiệm cũng có thể, hoặc là cái trách nhiệm của họ không cao, họ không hề muốn nói về câu chuyện đấy, hoặc dù họ có kiến thức. Thế huống hồ người dân người ta có biết là câu chuyện đến chính sách sẽ tác động với người ta như nào đâu. Các anh nói rằng là sau này chính sách người ta thực thi tác động với người ta mới kêu, chứ còn lúc mà đang trên bàn dự thảo thứ nhất là người ta không quan tâm bởi vì người ta quá bận câu chuyện về mưu sinh đi, và cái thứ hai là người ta cũng không đủ trình độ để mà quan tâm đến câu chuyện là sẽ ra những quan điểm như thế nào và tác động đến người ta như sao. Chính vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng cái vai trò báo chí trước khi mà đưa những câu chuyện là lấy dự thảo ý kiến thì phải truyền thông và có những cái chuyện phát động để cho tất cả mọi người đều quan tâm và đều cái trách nhiệm công dân trong cái việc là mình phải có trách nhiệm góp ý cho những chính sách mà sau này chính mình là người bị tác động. Đấy mới là câu chuyện. Thế còn tôi nghĩ rằng là có rất nhiều kênh, nhiều công cụ. Nhưng ngay cái chị tôi đọc trong toàn cả cái tham luận tôi đang cầm trên tay thì rất nhiều người bức xúc về việc là tại sao chúng tôi đóng góp qua những cái kênh truyền thông xã hội mà lại có những cái khó khăn. Anh Nghĩa Nhân nói rất đúng. Thật ra bây giờ truyền thông là cả một nghệ thuật. Chúng tôi không phải là dùng chiêu trò hay dùng mẹo. Nhưng mà tại sao cũng cái quan điểm đấy mà lại xuất hiện được trên báo chính thống được, mà cũng cái quan điểm đấy lại không xuất hiện được. Tôi cho rằng là bác Hồ có một câu nói rất là hay và tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên học. Đấy là xây dựng. Cái tính nói phản biện nó phải mang tính chất xây dựng. Nếu như chúng ta nói như là cái bác vừa nãy nói rằng là tôi gọi những người đến tập kéo vừa là những người ăn cướp, xin lỗi bác là báo chí chúng tôi sẽ không bao giờ có thể đặt cái từ đấy lên. Bởi vì chúng ta làm sao nhận định được từng đấy là những người ăn cướp, người ta thực hiện công vụ mà, thì chúng ta không thể dùng từ ấy được. Nhưng nếu bác nói rằng tôi phản đối việc đấy bởi vì như thế là thế này thế kia không liên quan thì chúng tôi hoàn toàn có thể đặt. Nhưng mà bản chất câu nói của bác đâu có sai, vậy vẫn là nguyên xin vậy, cái thông điệp của bác vẫn là như thế. Nhưng cách nói của bác, cái cách góp ý của bác mang tính chất xây dựng để báo chí hoàn toàn có thể đặt cho các bác. Và tôi cũng đây là ý kiến cá nhân tôi. Tôi với cương vị là cái người mà thường xuyên đến để vận động các chuyên gia, các luật sư là góp ý kiến cho các dự thảo chính sách thì tôi cũng rất mong muốn là được nhận những cái ý kiến mang tính chất xây dựng. Và chúng tôi thực sự là sẽ đăng tải ý kiến, rất trân trọng những ý kiến đó của các bác gửi cho cá nhân báo chúng tôi. Và không có cái việc công nghệ là các bác là ai, các bác có cái địa vị gì trong xã hội hay là các bác chỉ là người thân. Miễn là cái ý kiến đấy nó thực sự là phải là những ý kiến nó có ý nghĩa, có cái tính thuyết phục. Người ta nói rằng nói phải của cải cũng nghe. Thế nếu mà những ý kiến nó vô lý thì thực sự là chúng tôi đọc, chúng tôi thấy rằng là nó mang cái tính chất thứ nhất là cá nhân chủ nghĩa hoặc là những cái những ý kiến mang tính chất lợi ích nhóm chúng tôi không thể đăng. Ví dụ như trong đầu vừa rồi tôi nhận được rất nhiều ý kiến của các doanh nghiệp, người ta đòi cái nọ, người ta đòi kia, nhưng những ý kiến đấy thực sự có thuyết phục không? Không ạ, bởi vì đấy họ đang nói tiếng nói lợi ích nhóm của họ. Họ đòi họ phải có cái chuyện nọ, đòi phải có chuyện kia, phải tự tư và hiến pháp chuyện nào chuyện khác. Nhưng nếu xét ra những cái chuyên gia mà pháp lý người ta có ý kiến, người ta cho là không, họ đang nói những ý kiến này không phải cho đông đảo mọi người, không phải cho nền kinh tế mà cho cá nhân họ. Nếu như chính sách này được thực thi thì cá nhân những cái nhóm lợi ích đấy họ sẽ được lợi. Đấy là ý kiến thứ hai của tôi. Ý kiến thứ ba đây có chị Trang hỏi là cơ chế như thế nào để báo chí lấy được tin. Xin thưa chị Trang là hiện tại bây giờ và trước Tết tôi có làm một cái việc bài rất quan trọng và có ý nghĩa. Đấy là cái việc tình trạng tòa án liên tiếp là hủy các cái phán quyết trọng tài. Mà trong cái cơ chế thị trường mà nếu phán quyết trọng tài mà cứ bị hủy như vậy thì nó coi như là đánh mất luôn cái phương thức giải quyết tranh chấp một cách rất là hiệu quả như vậy. Nhưng khi chúng tôi lên bài thứ nhất nhận được sự đồng thuận của rất nhiều người, rất nhiều chuyên gia góp ý. Đến bài thứ hai tôi sang trung tâm trọng tài của anh chị để hỏi rằng là bây giờ anh chị có chính thức lên tiếng về chuyện này không thì không ai trả lời đâu cả, và ai cũng nói rằng nếu bây giờ lên tiếng thế này thì
thì có thể là sẽ bị tòa án cho rằng là thế này trọng tài là tranh chấp với tòa án hay thế này như thế kia. Cuối cùng là chúng tôi chờ đợi 2 tháng trời không hề nhận được một ý kiến nào của chính những người mà thực sự lẽ ra phải rất bức xúc, lẽ ra phải tất cả những trọng tài viên trong cả nước phải lên tiếng về việc rằng là nếu như hủy vô căn cứ như thế này thì chúng tôi có hoạt động làm sao được thì chẳng có ai lên tiếng cả. Vậy thì cơ chế nào để cho báo chí chúng tôi nói tiếng nói này đây? Nếu như muốn tận dụng cái câu chuyện của nếu như muốn sử dụng cái kênh truyền thông cho những chuyện phản biện chính sách thì chính những người muốn phản biện chính sách phải là người dũng cảm. Sau khi là người dũng cảm thì phải là người có kiến thức và phải là cái người thực sự công tâm và tâm huyết nói cái tiếng nói vì lợi ích chung chứ không phải lợi ích cá nhân của mình. Vậy nếu như ba cái yếu tố đó đạt được thì tôi nghĩ rằng báo chí không ngần ngại gì trong cái câu chuyện rằng là có nêu ý kiến đấy của những người phản biện hay không. Còn khi mà một trong ba ý kiến đấy không được thì rõ ràng báo chí sẽ phải cân nhắc trong cái câu chuyện rằng là chúng tôi sẽ đưa cái gì lên trên bản báo có lợi hay không có lợi. Vì các anh chị biết rằng là bây giờ một trang báo đưa lên báo nào cũng phải kinh doanh để kiếm sống cả. Nếu như bây giờ chúng tôi cứ đăng những cái bài mà chỉ có 5 người đọc thôi thì chẳng bao giờ chúng tôi có thể sống được. Chúng tôi phải đăng những bài hàng triệu lượt người truy cập. Vậy thì làm sao để cho những cái bài viết mà lấy ý kiến cho chính sách này hàng triệu lượt người truy cập thì không phải chỉ mình báo chí chúng tôi làm được mà còn phải cả tất cả mọi người phải nâng cao cái trách nhiệm, cái ý thức công dân trong cái việc rằng là chúng ta nói đến nói đấy như thế nào. Đây đấy là ý kiến của cá nhân tôi. Câu cuối cùng của chị là tôi nghĩ là chỉ cần câu cuối cùng vừa rồi thôi, tức là về lẽ sống và kiếm sống thế thôi. Còn tất cả những cái đoạn trên của chị nói như một nhà quản lý. Thưa chị, cái bài báo của nhà báo Nguyễn Đắc Thiên, đồng nghiệp của chị đấy, hai hôm nay mới hơn ngày hôm nay đấy, hơn 300 phản hồi ở trên một trang blog cá nhân thế thôi. Và trong cái trang blog cá nhân người ta 80.000, 100.000 lượt người vào, không có phải chọn lọc, không có phải gì hết, nó cũng không vi phạm gì với luật pháp của chế độ này. Thế thì chúng ta lấy gì? Nên cuối cùng tất cả những cái lời của chị nói đấy, chúng ta cùng thông cảm nhau một câu thôi. Vì cơ quan quản lý siết như thế và vì lẽ sống chúng tôi phải sống. Thế thôi. Còn tất cả những cái, xin lỗi tôi nói luôn. Tức là ví dụ như chị nói, có những bác nói là cướp của anh Vương này khác nên không thể đưa lên đăng được. Xin lỗi, nếu như một nhà báo mà nói như thế thì không được làm nhà báo. Thưa chị, tại sao? Tôi nói này, thưa chị, cái nội dung đó chị có thể đưa vào phản hồi. Báo chị có phản hồi không? Không có phản hồi. Tất nhiên là ý kiến cá nhân thôi. Xin lỗi anh chị, chúng tôi xin tạm gián đoạn cái trao luận thảo luận nóng vừa rồi. Chúng ta có nghỉ giải lao cho nó nguội bớt đi. Và chúng ta sẽ quay lại trong vòng 10 phút ạ. Xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Thanh Lương ạ.